Các vị khách mời đang chứng kiến hôn lễ này, các vị có đồng ý đăng ký kênh và like video để ủng hộ tác giả không? Có nguyện cùng đồng hành với kênh tới cuối cuộc đời không? Con đồng ý. Khi tôi nhìn thấy phù rể đứng cạnh anh trai mình, mắt tôi bùng lên hai ngọn lửa, hận không thể thiêu cháy anh ta. Là cái tên đã làm mất mặt tôi giữa sân bay. Chào các bạn, tôi là Rosie. Chắc các bạn vẫn còn nhớ tôi phải không? Tôi vừa đáp xuống sân bay và đang háo hức rời khỏi phi trường để đến dự hôn lễ của anh trai và cô bạn thân của tôi. Lúc nhận được thông báo từ hai người họ, tôi bất ngờ và cứ cười tủm tỉm suốt thôi. Vậy là Sam sắp trở thành chị dâu của mình rồi. Thật là bất ngờ, mình mong gặp lại hai người quá. Chân tôi bước nhanh hơn, tay kéo theo chiếc vali nặng y phía sau. Vì đi quá nhanh, tôi vô tình đâm sầm vào một đoàn cao khiến mình cần té xuống đất. Chiếc vali rơi xuống và bị bung ra, để lộ những quyển Doraemon và tiểu thuyết mà tôi yêu thích nhất. Xin lỗi. Tôi cảm thấy lòng tốt của anh ta xứng đáng bị quăng ra chuồng gà. Đi thôi Tony, chúng ta trễ mất. Và hai người họ biến mất, để lại tôi giữa phi trường với chiếc vali lộn xộn và ánh nhìn kỳ dị của mọi người. Tôi không biết phải giấu mặt vào đâu, chỉ biết cười chửa ngượng. Lòng thì xác định cho anh chàng kia vào danh sách đen của mình. Để tôi gặp lại thì anh ta chết chắc. Nhưng mà ai ngờ anh ta lại là phù rể của Will, anh trai tôi chứ. Cả cô gái đi cùng anh ta cũng đang đứng cạnh nữa. Dường như anh ta cũng nhận ra người quen, cho nên đưa tay chào tôi. Tôi còn chưa tính sổ với anh ta đấy. Đột nhiên anh hai kéo tôi đến trước mặt hai người họ và vui vẻ nói: lâu quá không gặp hai cậu, để mình giới thiệu. Đây là em gái của mình, Rosie. Rosie, đây là bạn của anh thời đại học, Tony và Bonnie. Mắt tôi trợn tròn như muốn rớt ra ngoài. Bọn họ là bạn của anh hai ư? Hoàng gia, đây rõ ràng là quan gia ngõ hẹp, thật tréo ngoe. Xin chào, anh là Tony. Thì ra em là em gái của Will. Chúng ta thật có duyên. Chào em, chị là Bonnie. Lần trước còn chưa kịp chào em, cho chị xin lỗi nhé. Hả? Ba người biết nhau à? Thật ra thì tụi mình đã vô tình gặp nhau sân bay. Lúc đó kết quả là anh hai cười sảng khoái như được mùa, còn mặt tôi thì xám xịt như tro. Sự thành thật không đúng chỗ của anh ta một lần nữa làm tôi xấu hổ đến mức muốn đào hố tự chôn mình. Dĩ nhiên rồi, sự thù ghét anh ta lại tăng thêm một cấp nữa. Tony, em nhớ cái tên này rồi. Tôi cười xã giao kèm theo quả nghiến răng ken két. Sau hôn lễ, Sam chính thức trở thành chị dâu tôi. Chị dâu à, em sẽ học tập theo chị, đi tìm một công việc viết lách yêu thích. Anh trai, tương lai nếu em trở thành nhà văn, anh cũng sẽ thiết kế miễn phí cho em chứ. Chờ khi nào em trở thành nhà văn đi, rồi chúng ta tính đến chuyện ấy nhỉ. Rồi em sẽ tìm được công việc viết lách cho mà xem, anh đợi đấy. Công cuộc tìm kiếm ngành việc yêu thích bắt đầu. Tôi đãi CV như đãi tóc cho gà, nhưng không ai hồi âm. Điều này cũng dễ hiểu, tôi chưa có kinh nghiệm gì về mảng này mà. Nhà tuyển dụng e ngại khi nhìn vào hồ sơ của tôi cũng phải thôi. Nhưng tôi tin với sự kiên trì thì không có gì là không thể. Sau gần một tháng tưởng như đã tuyệt vọng đến nơi, cuối cùng cũng có nơi nhận tôi, còn là một công ty lớn trong nước nữa. Tôi đem chuyện này khoe với anh hai, nhưng anh ấy vẫn cười nhạo tôi. Do em may mắn thôi, nhóc con. Ừ thì có thể do tôi may mắn thật, nhưng đâu phải ai cũng có được may mắn này. Mặc kệ lời chăm chọc của anh trai, tôi háo hức chuẩn bị tinh thần nhận công việc mới. Sự háo hức của tôi chuyển thành hoang mang vào ngày làm việc đầu tiên. Trái đất này đúng thật là tròn. Có nằm mơ, tôi cũng không mượn tưởng ra được cấp trên của mình chẳng phải ai khác. Chính là chị Bonnie. Ồ, thật là bất ngờ khi được làm việc chung với em đó, Rosie. Khác với Tony đáng ghét thì chị Bonnie dễ thương hơn rất nhiều. Biết tôi là người mới, lại còn là em gái của anh hai, nên chị ấy hết lòng giúp đỡ tôi. Nhờ vậy mà tôi làm quen nhanh chóng với công việc và thoát khỏi sự bỡ ngỡ. Xét ra thì tôi khá là quý chị ấy. Nhờ em đưa danh sách này đến phòng họp cho giám đốc nhé. Tôi chưa từng gặp giám đốc lần nào. Nghe mọi người nói giám đốc thường xuyên công tác ở nước ngoài và ít khi có mặt ở công ty. Lần này về nước là để triển khai dự án mới. Mời vào. Dạ thưa giám đốc, trưởng phòng nhờ tôi đem tài liệu đến cho buổi họp. Lời nói của tôi bị chặn ngang khi tôi vừa ngước mặt lên nhìn sếp lớn. Cha mẹ ơi, người đang ngồi giữa phòng họp, trên bàn có bản tên chức vị giám đốc kia là Tony.
anh ta là giám đốc đó. Vậy tôi trở thành cấp dưới của anh ta ư? Tony nhìn tôi và mỉm cười. Anh ta ngoắc tay ra hiệu tôi để sắp tài liệu trên bàn, rồi lại dán mắt vào phần thuyết trình trước mọi người. Còn tôi thì ba chân bốn cẳng chuồn khỏi phòng họp. Từ hôm nay trở đi, tôi ngầm hiểu rằng mình đã lọt vào địa bàn của kẻ thù, phải tăng cường hàng rào phòng thủ, hạn chế được mặt anh ta hết sức có thể. Nhưng hỡi ôi, công ty này tuy rất rộng, nhưng sao tôi đi đâu á cũng gặp anh ta hết trơn. Từ phòng họp, sẵn tiếp khách, căng tin. Cứ như thể anh ta là vong hồn đang ám tôi vậy. Không thể nào có chuyện trùng hợp liên tiếp diễn ra như vậy được. Thật kỳ lạ, tại sao em cứ luôn gặp anh vậy? Ờ kìa, gặp anh có gì khiến em không vui sao? Đúng là tôi không vui thật, nhưng tôi nào dám nói thẳng lòng mình. Khó khăn lắm mới tìm được công việc yêu thích, lại còn là công ty lớn. Nếu khiến anh ta nổi giận, không chừng ngày mai tôi sẽ phải cuốn gói rời khỏi đây mất. Không ạ. Vậy thì được rồi, nghĩa là chúng ta thật sự có duyên với nhau đấy. Có duyên cái đầu anh, độ quan hồn không tan, độ ma xó hiện hình. Từ sau khi liên tiếp gặp anh ta, công việc của tôi thường xuyên gặp trục trặc và bị chị Bonnie khiển trách. Rosie, bản thảo nghèo nàn ý tưởng như vậy mà em cũng nghĩ ra được à? Rosie, tại sao vẫn chưa nộp báo cáo tuần này cho chị? Tốc độ làm việc của em chậm quá đấy Rosie. Tôi buộc phải ở lại công ty tăng ca liên tục vì công việc dồn dập, chất cao như núi. Sao về trễ vậy em gái? Có cần tụi anh đưa về không? Mặc dù tôi lắc đầu từ chối, hai người họ vẫn cười khả ú và tiến về phía tôi. Sự hoảng sợ đè lên tâm trí tôi. Nè, hai anh tính làm gì bạn tôi đó? Tôi quay lưng lại thì phát hiện người đó là Tony đang nghiêm mặt nhìn hai người kia. Bọn họ thấy thế liền bỏ đi. Tại sao em lại về trễ thế này? Nếu anh không xuất hiện thì sao? Thì việc em chưa làm xong nên phải ở lại làm. Mọi ngày rất bình thường, chỉ có hôm nay là xui xẻo gặp phải mấy người cả lớp phất vơ thôi. Ngày nào em cũng phải về trễ như vậy à? Vậy em chuyển sang làm thư ký riêng cho anh đi. Anh sẽ cân nhắc đầu việc giao cho em để em không phải gặp tình trạng về trễ mỗi ngày nữa. Có mức trí tôi mới làm thư ký cho anh ta nhé. Bộ tôi chưa đủ xui xẻo hay sao? Không cần đâu, em cảm thấy công việc này cũng được rồi ạ. Thế tôi kiên quyết với lựa chọn của mình, anh ta cũng không nói gì nữa. Anh ta đưa tôi về đến tận cửa, dù tôi đã bảo mình có thể tự về. Trước khi rời đi, anh ta còn để lại một câu. Con gái về khuya một mình không tốt, em nên cân nhắc đề nghị ấy xem sao. Sau tối đó, Tony thường xuyên đợi tôi về mỗi tối vì sợ tôi lại gặp chuyện. Có lúc tôi cảm ơn anh ta bằng cách đãi anh ta bữa khuya ở một quán lề đường nào đó. Cứ tưởng anh ta sẽ chê những hàng quán bình dân, nhưng anh ta là hết sức thoải mái và gần gũi. Tôi bỗng dưng có cái nhìn khác về Tony. So ra thì anh ta cũng tốt bụng, không đáng ghét gì tôi đã nghĩ. Hôm nay là lễ tình nhân, anh hai và Sam đã hẹn nhau đi tuần trăng mật. Đến cả công ty của tôi cũng rộn ràng. Tình yêu trải đầy trong không khí, khiến một đứa ê sắc ế như tôi không khỏi thở dài chán ghét. Yêu đương thôi mà, có gì to tát đâu mà người ta cường điệu thế. Ngay lúc tôi dự định tan làm sẽ ghé hiệu sách mua vài quyển tiểu thuyết cày hết tối nay thì Dan, cậu đồng nghiệp ngồi cách tôi một dãy, đột nhiên tiến đến bàn làm việc của tôi. Rosie à, tối nay cậu có bận gì không? Không, sao vậy? À, mình được tặng hai vé xem phim. Đi một mình thì buồn lắm, nên không biết. Rosie sẽ không đi đâu. Cả phòng nhìn về phía cửa nên âm thanh cất lên thì phát hiện ra Tony đã đứng đó từ lúc nào, khiến tôi lẫn chị Bonnie đều nhìn không chớp mắt. Giám đốc. Tôi cần bàn với Rosie vài chuyện về hợp đồng thử việc của cô ấy. Anh ta nói xong rồi rời đi. Lời giải thích đó khiến mọi người phục vụ và thôi nhìn tôi với cặp mắt cứu vợ, trừ chị Bonnie. Rosie này, chị thấy Dan cũng được đấy chứ. Nếu em muốn, chị sẽ tác hợp cho hai đứa. Không. Em không có ý gì với Dan cả. Với lại, em cũng chưa muốn yêu đương vào lúc này. Ôi trời, tuổi trẻ thì cứ yêu đi em ạ. Thời sinh viên, chị và Tony còn dữ dội hơn thế này nhiều. Tôi cũng cười theo chị, nhưng trong lòng cảm thấy có gì đó rất lạ. Thì ra chị và anh Tony là người yêu của nhau từ thời sinh viên đến giờ ạ. Chuyện này bí mật nha. Công ty không phải nơi thích hợp để nói chuyện yêu đương nên tụi chị phải giả vờ như không có gì. Tôi gật đầu và quay lại làm việc, dù tâm trí tôi lúc này đã bay đến tận đâu đâu. Chắc anh hai cũng biết chuyện này nhỉ? Vậy mà
Lúc ở hôn lễ, anh hai cũng chẳng giới thiệu chị Bonnie là người yêu của Tony cho tôi biết. Thật là kỳ. Tôi chưa từng có mảnh tình nào vắt vai, nhưng cũng tự ý thức được việc phải giữ khoảng cách với người đã có bồ. Vậy là tôi tránh mặt Tony nhiều hơn, cũng đề nghị không về cùng anh ta nữa. Tại sao tự dưng em lại không về cùng anh nữa? Em có thể tự về một mình mà. Em có phải trẻ con nữa đâu, mà anh cũng không cần phải có nghĩa vụ đưa em về mỗi tối như thế. Với lại, sao anh lại ngăn cản Dan lúc đó? Em làm gái của Will, vậy anh cũng gián tiếp là anh trai em rồi. Anh quan tâm đến sự an toàn và hạnh phúc của em gái mình là chuyện hết sức bình thường. Thì ra Tony xem tôi làm gái vì tình bạn với anh hai. Thật ra anh ta nói vậy cũng hợp lý mà. Nhưng sao tôi nghe xong lại thấy buồn thế này? Không được, càng ở cạnh Tony, tôi càng cảm thấy mình không ổn tí nào. Nhịp tim lúc lên lúc xuống, cảm xúc thì thất thường. Tóm lại, em tự lo cho mình được, anh đừng theo em nữa. Để tránh nghĩ nhiều về Tony, tôi quyết định sẽ nhận lời đi chơi với Dan. Trước sự chúc mừng của chị Bonnie, chị tốt với tôi như vậy mà, sao tôi có thể nghĩ ngợi đến bạn trai chị ấy được. Tôi và Dan cùng nhau đi xem phim và dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng. Những món đắt đỏ bày trước mắt tôi, nhưng tôi chỉ nhớ đến hàng quán vỉa hè từng cùng Tony ăn khuya. Món súp ở đó rất ngon, cả thịt cũng mềm. Chết, tôi lại nghĩ đến anh ta rồi. Mình đi toilet một chút. Hôm nay Dan đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi không hề vui. Chỉ vì muốn quên đi suy nghĩ về Tony, tôi đã vô tình gieo cho cậu ấy hy vọng. Tôi thấy mình thật là có lỗi với cậu ấy. Nhưng biết đâu khi tiếp xúc đủ lâu, tôi sẽ thích Dan thật thì sao? Nghĩ vậy, tôi trở lại bàn. Dan và tôi dùng bữa, thì thoảng cậu ấy pha thêm vài mẩu chuyện vui vào, khiến tôi phì cười và nhẹ lòng đi không ít. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến cực độ. Khi tôi mở mắt và vươn vai sau cái ngáp dài thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Mình đang ở đâu đây? Dậy rồi hả? Đói không? Ăn xong rồi phải không? Giờ tới chuyện tính sổ. Anh đã dặn em không được qua lại với Dan, kết quả thì sao? Nếu anh không tới kịp thì em có biết chuyện gì xảy ra không? Giọng Tony càng nói lại càng lên cao, nghe như rất bức xúc. Tôi có làm gì đâu, sao vừa ngủ dậy đã bị anh ta giận cá chém thớt rồi. Mà khoan, phải nghĩ là tôi đang ở nhà anh ta. Mà sao tôi lại ở đây? Chẳng phải tôi đi với Dan sao? Giờ mới bắt đầu nhận ra hả? Sam là ở đây. Em bị chốt thuốc mê và đưa đến khách sạn. May mắn là anh tìm được đến kịp lúc. Không thì chắc em cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra giữa một nam và một nữ. Qua lời kể, ngay lúc Tony phá cửa phòng khách sạn vào thì thấy Dan đang chuẩn bị cởi áo tôi ra. Khi biết mình sẽ bị sa thải sau việc làm đồi bại, Dan đã năn nỉ anh ta và thú nhận mọi chuyện. Vì thấy tôi quá cự tuyệt, cho nên chị Bonnie đã mách cho cậu ta kế hoạch để gạo nấu thành cơm, kể cả việc chốt thuốc tôi. Tôi sốc khi biết sự thật. Chị Bonnie mà tôi ngưỡng mộ và tin tưởng là thật sự làm vậy sao? Anh đã dặn em không được hẹn hò với Dan rồi. Không đúng, dù là hẹn hò với ai cũng không an toàn. Tốt nhất là em đừng nhận lời đi với người khác nữa. Anh hai cũng chưa quản em đến mức như vậy. Chủ nghĩa phát xít à? Hơn nữa, chị Bonnie sẽ hiểu lầm. Hả? Hiểu lầm gì cơ? Thì hai người là người yêu của nhau mà. Ai mà không ngứa mắt khi thấy bạn trai của mình cứ kè kè với người khác giới như vậy chứ? Khoan đã, anh là bạn trai của Bonnie từ khi nào? Sao anh không biết? Chị Bonnie đã nói hai người yêu nhau từ thời sinh viên cơ mà. À, anh nhớ rồi. Thật ra chuyện là như vậy. Lúc đó Bonnie được một bạn nam theo đuổi rất cuồng nhiệt. Cô ấy từ chối mãi nhưng không được. Cuối cùng phải chạy đến nhận anh và Will, đóng giả làm bạn trai để cắt cái đuôi ấy đi. Mà em biết tính Will rồi đấy. Ông cụ non ấy thì làm gì đồng ý. Chỉ có anh tốt bụng chịu đóng giả làm người yêu của Bonnie suốt cả tháng trời mới đuổi được cô bạn kia đi. Chỉ như vậy thôi, hai người không tiến triển gì thêm à? Chứ em muốn sao nữa? Sau chuỗi lại tất cả sự việc, tôi đi đến một kết luận khá chắc chắn, đó là chị Bonnie thích Tony. Vì lo sợ tôi sẽ trở thành tình địch nên chị ta mới phải vội vàng gắn ghép tôi với Dan. Cả việc làm khó tôi dạo trước cũng có khả năng là do chị ấy ghen tức khi tôi thường xuyên tiếp xúc với Tony. Nhưng tôi nghĩ chuyện này chắc là anh ta phải biết chứ, chị ấy biểu hiện rõ thế cơ mà. Anh biết Bonnie thích mình nhưng anh không thích cô ấy. Lời Tony khiến lòng tôi xuất hiện cảm giác hân hoan. Hai mắt tôi trở nên long lanh, trong lòng thì điên cuồng hét lên. Anh ấy không thích Bonnie, anh ấy chưa có bạn gái. Nhưng anh đã có tình cảm với một người. Tim của tôi vừa đập rộn ràng chưa bao lâu lại chùng xuống tận mấy nhịp. Hóa ra anh ta đã có đối tượng khác rồi. Thôi thì cũng không có gì khác trước, tôi vẫn nên tránh xa anh ta thì hơn. Vậy chúc mừng anh. Cảm ơn anh vì đã giải cứu em. Giờ em về đi.
em không thắc mắc tại sao anh luôn đi theo bảo vệ em à? Vì em làm gái của anh hai, anh là bạn của anh hai nên em gián tiếp làm gái anh. Anh chưa từng xem em làm gái gì cả. Người anh thích chính là người đã va vào anh ở sân bay. Nói đến nước này rồi, em có hiểu anh đang ám chỉ điều gì không vậy? Anh ta đang tỏ tình với tôi sao? Không được không được, chuyện này quá đột ngột, tôi vẫn chưa tiếp nhận được lúc này. Em cần thời gian suy nghĩ. Tôi trở về nhà, đầu óc tôi chìm trong câu nói của Tony trước khi rời đi. Đúng là tôi cũng thích anh ta, nhưng mà anh ta là bạn của anh hai, nếu anh hai không đồng ý thì tôi cũng khó xử. Và tôi cũng không biết có nên đem chuyện này nói ra với anh ấy không. Tôi tâm sự điều này với Sam, chị dâu mình, và nhận được sự cổ vũ từ cô ấy. Cứ nói đi Rosie, mình tin là Will sẽ ủng hộ cậu hết mình. Được sự ủng hộ, tôi đánh liều đem toàn bộ chuyện kể hết với anh hai. Kết quả tôi nhận lại được một sự thật bất ngờ. Thì ra lúc anh hai biết tôi tìm việc mãi nhưng không nơi nào nhận để liên hệ với Tony. Việc tôi được nhận ở công ty không phải do may mắn mà là được Tony giúp đỡ. Nhưng anh ta đề nghị giữ kín bí mật chuyện này vì sợ tôi sẽ ngại. Tony đúng là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị em rể tương lai của anh. Vui ra không thể chảy ra ruộng ngoài được. Được sự đồng ý của anh hai, tôi vui mừng và chạy đến bấm chuông cửa nhà Tony. Ngay giây phút cửa vừa mở, tôi nhào đến ôm lấy anh ta. Và chuyện tình của tôi chính thức bắt đầu.